Đoạn video ghi lại cảnh người bố lao vào đánh nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng, địa chỉ tại xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, được đăng tải trên mạng xã hội ngày 11 tháng 11, đang gây xôn xao dư luận. Theo thông tin được đăng tải trên Facebook, người đàn ông có hành động đánh nhân viên bán hàng là N.G. hiện đang công tác tại một đơn vị công an trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trước sự việc trên, chiều 11 tháng 11, thông tin với phóng viên, Đại tá Đặng Đức Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện sự việc đang được Công an thị xã Phổ Yên điều tra, làm rõ. Trước thông tin người đánh hiện đang là Thượng úy Công an, công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Đăng cho biết, mới chỉ nghe qua về thông tin này và chưa nhận được tin chính thức từ Công an thị xã Phổ Yên. Còn lãnh đạo công an xã Tân Phú cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nắm bắt được thông tin và xuống trạm dừng nghỉ tìm hiểu sự việc. Qua nắm bắt thông tin và xuống làm việc trực tiếp với trạm, sự việc là do giữa người mua hàng và nhân viên bán hàng hiểu nhầm nên mới dẫn đến hành động như vậy. Ngay sau đó, tất cả các bên đã ngồi làm việc với nhau, cả hai đã xin lỗi, sự việc trên đã được giải quyết xong. Khi được hỏi về danh tính người bố có hành xử tát nhân viên bán hàng là một chiến sĩ đang công tác trong công an, vị lãnh đạo này cho biết hiện đang cho